Rồi các bạn thấy cô cái màn hình cô share trên trên mạng trên màn hình chưa? Thấy video cô share chưa? Không Rồi bây rồi. rồi bây giờ bắt đầu với bạn Tiến Đạt ha. Rồi. My name is Trần Tiến Đạt. Bird, bear, paper, crocodile, tiger. Look, look, lion, look, look, lollipop, mer, mer, man, mer, mer, mango. Rồi, sau khi xem clip của bạn Tiến Đạt thì có bạn nào có ý kiến gì không? Có phát hiện ra bạn đọc sai chỗ nào hay là bạn đọc tốt chỗ nào không? Có ai có ý kiến không? Do you have any idea? Raise your hand. Okay, first I will invite Tiến Đạt. What do you think about your video? Tiến Đạt thấy bài của mình đọc như thế nào? Có cảm thấy tự tin đọc không? Rồi, có cảm thấy mình sai chỗ nào hay là mình đúng chỗ nào không? Có tự thấy không? Anh được cô không ạ? Không tự thấy hả? Không tự thấy thì là sao tự sửa sai được? Hả? Rồi, đầu tiên cô sửa cho bạn Tiến Đạt ha. Thì đầu tiên là cô giao năm từ đầu thì bạn đúng rồi. Hello teacher, my name Trần Tiến. Bạn đọc năm từ về con vật đúng rồi, nhưng mà bốn từ sau cô giao là từ nào ta? Là từ chất juice rồi đúng không, phải không? Với lại kangaroo với lại key đúng không, nhưng mà bạn đã đọc lộn qua từ âm L với lại âm M đúng không? Phải vậy không? Tiếng Đạt quên hả? Tiếng Đạt lộn hả? Vâng ạ. Rồi, nhưng mà bạn Tiếng Đạt vẫn nộp bài rất là sớm ha, vẫn tuyên dương cho bạn Tiếng Đạt. Mặc dù có lộn bài tập nhưng mà bạn cũng có luyện đọc ha, thì luyện từ nào thì cũng là luyện. Hôm qua mình mới học thì hôm nay bạn luyện thì cũng được ha. Cô vẫn tuyên dương cho Tiếng Đạt rất là tốt ha, nộp bài đầy đủ và đúng hẹn. Mặc dù có trễ lần đầu nhưng mà lần sau vẫn đúng hẹn ha. Vẫn có tinh thần rất là tốt, very good. Rồi, bây giờ cô sẽ sửa phát âm cho Tiến Đạt trong bài tập về nhà ha. Đạt. Bird, bear, hippo, crocodile. Rồi, hippo. Tiến Đạt đọc theo cô nè. Repeat after me, hippo. Po. Hippo. Yeah, po, âm O nha. The O sound, not O, okay? O, hippo, Oh, hippo. hippo, not hippo nha, không phải O, mà là O, hippo. Hipper. Yeah, đúng rồi. Rồi, tiếp theo đó là từ crocodile. Crocodile. Dial, không phải dial nha, dial. Crocodile. 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 Đúng rồi, đọc đọc lại cho cô nè. Crocodile. Đúng rồi, nhớ nha, không phải là âm ơ mà là âm ô nha. Tiến Đạt đang còn lộn âm âm ơ với lại âm ô á, thì Tiến Đạt chỉnh lại hai cái âm đó cho cô ha, nhớ nhớ cho cô nha, đừng để sai nữa nha. Vâng ạ. Rồi, tiếp theo nè. Tiger. Rồi, tốt. Rồi. Look, look, lion, look, look, lollipop, mer, mer, man. Rồi, Tiến Đạt nghe nghe cô đọc nè, nhìn miệng cô, listen and repeat after me. Man. Man. Yeah, man. Ê, ê, man. 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 Không cần cong lưỡi ha. Cái từ này thì mình đọc không cần cong lưỡi, mình đọc nhẹ nhàng thôi. Man. Man. Yeah, man.
Man. Đúng rồi. Thì cái này không phải là âm an ha, man không phải mang, không phải men mà là men. Men. Đúng rồi, nhớ nha, không phải mang nha. Rồi, từ cuối cùng đó là mango. Rồi, không phải là mango, không phải âm a nha, mặc dù nó là chữ a, nhưng mà cái âm nó đọc là e mango. 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 Yeah, mango. 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 Đúng rồi, không phải mango nha, không phải mang, không phải mango mà là men và mango. Ok. Understand? Hiểu không? Có. Okay, I'm sorry about the connection. Đường truyền của cô không ổn định nên là cô bị eo ra ngoài một chút ha. Cô xin lỗi cả lớp. Rồi, tiếng này đã nhớ chưa? Rồi, cả lớp nghe cô nói gì không cả lớp? Các bạn có nghe cô nói không? Ừ, rồi, tiếng này đã nhớ chưa? Rồi ạ. Cô sửa lỗi cho tiếng này đã nhớ chưa? Rồi ạ. Rồi, cố gắng sửa ha, sửa và nhớ những lỗi mà cô đã sửa rồi ha. Rồi tiếng đạt hơi bị nổ nè. Hình như là đứa nào đăng nhập chỗ nào á. Rồi, tiếng đạt nhắc lại cho cô là nãy giờ cô sửa lỗi gì cho tiếng đạt nè. Cô sửa lỗi phát âm à. Ừ, phát âm những từ nào sai? Man. 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 Ừ, không phải man, không phải mang nha. Man. Ừ, man. Man. Ừ, mango. Rồi. Mango. Mango. Đúng rồi, mango. Mango. Ừ.
Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, cô cảm ơn Tiến Đạt. Rồi, tiếp theo. Hippo. 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 Đúng rồi, rất giỏi ha. Nhớ bài. Rồi, cô cảm ơn Tiến Đạt. Rồi, bây giờ mình sẽ đến phần trình bày của bạn Trần Gia Bảo ha. Rồi, cả lớp lắng nghe bạn. Lắng nghe bạn đọc nha. Bear, hippo, crocodile, tiger, chub, zoom, kangaroo, key. Bird, bear, hippo, crocodile. Rồi Trần Gia Bảo, con có tự nhận xét gì về phần đọc của mình không? Cô ơi, nay cô bị cực chặt à? Rồi ha, thì đầu tiên Trần Gia Bảo repeat after me. Crocodile. Crocodile. Cái âm cr the cr sound. Listen. Cr 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 not crocodile, okay. Crocodile. Okay. Tiger. Chập, dù, kháng cô lù. Okay, repeat after me. Shark. Chập. Shark. Chập. Shark. Shark. Chập. Shark, not sharp, okay. Ớ, giống như âm ớt á. Shark. Shark. Đúng rồi. Choose. 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 Đúng rồi. Rồi, giải ha. Key. Bird. Bear. Rồi. Đọc
theo cô nào. Listen and repeat after me. Kangaroo. 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 Guru, not guru, okay. Kangaroo. Ngồi đàng hoàng nha, ngồi đàng hoàng nè, Trần Gia Bảo. Kangaroo. Kangaroo. Đúng rồi. Rồi, từ khi thì bạn đọc tốt rồi ha, từ đó thì đơn giản, bạn nhớ cách đọc. Rồi, Đặng Gia Bảo đâu rồi ta? Đặng Gia Bảo đâu rồi? Đặng Gia Bảo đi đâu rồi ta? Rồi, cô mời Xuân Khởi. Xuân Khởi. Con ơi, con bài bird bear hippo cock tiger crocodile crocodile. Okay, repeat one more time. Đọc lại một lần nữa nào. Crocodile. Crocodile. Rồi, okay, thank you. Okay, now let's move to, that's the end of the homework. And then let's move to our new lesson, okay? Today we will learn about body parts. Bộ phận trên cơ thể, ha? Rồi, okay. First, can anyone read out loud the title of the unit, unit 5 for me? Các bạn nào đọc tên unit 5 cho cô không? Mời Gia Bảo, Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo đọc cho cô tên của unit 5. No. This is my nose. Đúng rồi, this is my nose. Nose là gì, Trần Gia Bảo? Con nó có là mũi á. Đúng rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về những bộ phận trên cơ thể ha. Thì đầu tiên, bước vô activity 1 thì cô sẽ I will show you a short audio. In activity 1, listen carefully and guess what they are saying, okay? Can you hear clearly? Yes or no? Các bạn có nghe thấy rõ không? Yes or no? Yeah. Okay, thank you. Now listen carefully. And then, cô nhắc các bạn ha, khi mà cô cho các bạn nghe thì các bạn nhớ nhìn vào những cái từ này để xem người ta đọc từ nào ha, rồi người ta chỉ bộ phận nào, thì bộ phận nào có màu thì người ta đang chỉ, đang đọc đến bộ phận đó. Hiểu không? Bộ phận nào mà được tô màu nè, còn bộ phận trắng đen là không phải cái người ta đang gọi tên. Ok? Understand? Do you understand? Ok, now let's begin listening. Okay, can you all hear it clearly?
Yes or no? Yeah. Okay, now I would like to invite a person to listen and repeat to the audio. Who volunteer? Đặng Gia Bảo, lúc nãy Đặng Gia Bảo đi đâu vậy? Mà không ngồi trong lớp học vậy Đặng Gia Bảo? Mày đi tìm sách. Đi vệ sinh ạ. Đi vệ sinh ạ? À? Từ sau chú ý là đi vệ sinh trước khi vô học nha. Trong tiết học là mình không có đi tự ý đi ra ngoài nghe không? Nghe không Đặng Gia Bảo? Vâng ạ. Rồi cô mời Đặng Gia Bảo. Bây giờ Đặng Gia Bảo listen to the audio and then repeat, okay? Listen. Con thưa cô là con quên ạ. Rồi bây giờ nghe lại một lần nữa nha. Listen carefully. Lắng nghe thật là cẩn thận và repeat after the audio, okay? Đặng Gia Bảo, repeat. Con thưa cô là repeat. Là bây giờ con nghe cái đoạn mà người ta đọc, rồi con đọc theo cái đoạn trong máy đọc, ok không? Con hiểu không? Listen and repeat. Hiểu không? Đặng Gia Bảo. Đừng có mất tập trung trong giờ học nữa nha. Repeat. Lặp lại. Đặng Gia Bảo. Repeat. No. Trần Gia Bảo, can you do it? Listen and repeat after the audio, can you? Con lắng nghe và đọc lại nha Trần Gia Bảo. Yeah. Con có nghe thấy cô bật audio không? Con không nghe thấy gì. Con không nghe hả? Lỗi ơi. Rồi rồi, cô xin lỗi cả lớp nha. Rồi, bây giờ cô sẽ cho cả lớp nghe lại. Thì cả lớp nghe thấy máy đọc đến từ nào thì mình sẽ lấy tay mình chỉ vô cái hình ha. Xem là người ta đang đọc đến từ nào thì mình hãy chỉ vô cái hình này ha. Lắng nghe và nhìn chăm chú xem theo dõi xem là người ta đọc đến từ nào ha. Rồi sau đó thì cô sẽ cho listen and repeat, lắng nghe và đọc lại ha. Rồi cả lớp nghe nè. Listening 61. Listen and point. Arms, nose, face, legs, fingers, hands, nose, legs, arms, face, fingers, hands. Listen and repeat. Đặng Gia Bảo, bây giờ cô sẽ I will say the word and then you repeat after me, okay? Repeat after me. Arms. Arms. Đúng rồi. Nose. 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 Face. 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 Legs. 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 Finger. Finger. Fingers.
Finger. Hands. 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 Rồi, ok. Now listen to the audio. Bây giờ nghe máy đọc ha. And repeat after that, ok? Được không, Đặng Gia Bảo? Nãy giờ Đặng Gia Bảo không nghe hả? Sao không nói cô? Không thưa cô là được ạ. Rồi, lắng nghe nha. Cẩn thận. Lắng nghe chăm chú. Và repeat after that, ok? Arms. Arms. Nose. Nose. Face. Face. Legs. 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 Okay. Fingers. Fingers. Hands. Hands. Okay, thank you, Đặng Gia Bảo. Đọc rất là tốt ha. Very good. Well done. Okay, now I would like to invite Trần Gia Bảo. Listen and repeat after me. Arm. Arm. Nose. Face. Mouth. Legs. 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 Not Leo, okay. Legs. 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 Đúng rồi, legs. Legs. Đúng rồi. Fingers. One. Fingers. 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 Hands. Hands. Okay, now listen to the audio and repeat after that, okay? Listen and repeat. Arms. Trường Gia Bảo, listen and repeat. Arms. Nose. Nose. Face. Face. Legs. Legs. Fingers. Fingers. Hands. Hands. Love. Love. Tiến Đạt, now I would like to invite Tiến Đạt. Listen and repeat after the audio, okay? Okay. Eat. Arms. 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 Okay. Continue. Nose. Love. Nose. Low. Nose. Low. No. No. Nose. Low. No. Low. Đọc uốn cong. Không phải uốn cong mà là đặt nặng cái lưỡi vô. No. Low. No. Low. No. No. Low. Không. Con đặt cái lưỡi dính vô cái hàm ở trên á. N, đọc nặng ra. N. N. Nose.
Low. No. Low. Nose. Low. Na nose. Low. Nose. Low. Rồi, về nhà luyện tập thêm cái âm này ha. Âm này là âm N, không phải âm L ha. Đọc phải nặng cái lưỡi lên. N. 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 L. N. L. Rồi, tiếng Đạt về nhà phải luyện tập thêm ha. Từ này đọc là nose, không phải lose ha. Tại vì giọng địa phương thì con sẽ bị lộn âm N với âm L, cho nên là mình phải cố gắng ha. Cố gắng luyện thêm thành đọc cho nặng cái lưỡi lên. N. 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 Nose. Tiếng Đạt. L. Nose. Low. Rồi, về nhà phải luyện tập đọc thêm nha. Nghe nè, nghe người ta đọc lại nè. Nose chứ không phải low ha. N. N giống như là no, no căng bụng á. No nê á. Thì là âm N, không phải âm L ha. N. No. Nose. Low. Nose. Low. Rồi, cái này con phải luyện tập thêm nhiều ha. Arms. Nose. Đó, nose, ok. Low. Rồi, let's move to the next one. Face. Say. Face. Fray. Face. Fray. Face. Fray. Face. Fray. Đúng rồi. Rồi, tiếp ha. Legs. 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 Đúng rồi. Fingers. Finger. Fingers. Nhớ âm S ở cuối cọc. Fingers. Finger. Rồi, giỏi. Hand. Hands. Hand. Rồi, cô cảm ơn Tiến Đạt. Rồi cô mời Xuân Khởi. Xuân Khởi listen and repeat after the audio. Xuân Khởi bật cam bật mic lên cho cô nào. Con bật cam mic rồi. Rồi ok. Rồi listen carefully and repeat after, ok? Repeat. Arms. On. Arms. 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 R. Cong lưỡi lên. Arms. Arms. Arm. Đúng rồi. Nose. Nose. Face. 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 Đúng. Legs. 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 Đúng rồi. Fingers. 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 Hands. 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 Ok, rồi các bạn đã biết cách đọc hết những từ này chưa? Bây giờ move to next activity. I will show you a tent. Listen carefully and hear. Then tell me. Then I will invite a person to tell me what you heard in the chant. Okay. Rồi bây giờ cô sẽ mở cái bài về này lên cho các bạn. Thì các bạn phải lắng nghe cẩn thận. Rồi cô sẽ hỏi các bạn là bài về này đọc vừa đọc cái gì ha. Rồi cô sẽ mời các bạn nhắc lại cái lời người ta vừa mới đọc đó ha. Nên là phải tập trung nghe. Bài này rất là sôi động. Một cái bài chant thì nó sẽ có vần có nhịp, nó rất là vui, nhưng mà các bạn cũng phải tập trung ha, concentrate to listening, to listen, okay?
Cả lớp nghe rõ không? Lát nữa cô gọi ai mà không trả lời được là cô phạt đó nha. Listening 62. Listen and chant. Arms, arms, arms. Nose, nose, nose. Face, face, face. Legs, legs, legs. Fingers, fingers, fingers. Hands, hands, hands. Rồi, bài này có dễ không? Cả lớp thấy bài này dễ không? It's so easy, right? Các bạn có thấy bài này dễ không? Nghe không có nhiều từ mới đúng không? Toàn là những từ mình học rồi thôi. Cho nên là cô mời một bạn nào. Có ai xung phong không? Cô thấy Tiến Đạt đang giơ tay xung phong hả? Rồi, mời Tiến Đạt ha. Tiến Đạt đọc lại cái bài chant này theo. Nhớ là mình phải thể hiện được cái giọng, rồi cái nhịp điệu luôn ha. Ví dụ lên giọng, xuống giọng ha. Mình phải đọc thật giống cho người ta mới được ha. Rồi, listen and then repeat. Listening 62. Listen and chant. On. On. No, wait, wait. Đợi một chút. Arms. Arms. Okay, Tiến Đạt. On. On. Arms. On. Arms. Arm. Cong lưỡi lên. Cái này thì từ này thì cần cong lưỡi nè. Arms. Arms. Arm. Đúng rồi, tiếp theo nha. Low. Nose. Nose. Low. Nose. Low. Nose. Low. Không phải low. No, no, no. Low. No. Lơ. No. No. Lơ. Lơ. Nose. Low. Rồi, cố gắng luyện tập thêm từ này nha. Tiến Đạt có nghe được âm N không? Nghe ra âm N không? Có ạ. Ừ, phải luyện tập nha. Luyện tập để mình nói được cái này. Rồi, mình sẽ không bị lộn giữa âm L và âm N nữa ha. Nose, not lows, ok? Left. No, no, no. Wait, listen to the audio and then repeat after that, ok? Face. 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 Look at this. This one. Face. 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 Okay. Okay. Bạn sẽ sơ cười bạn đấy vừa làm vừa học. Xuân Khởi, sao để bạn nhắc vậy? Ngồi thẳng dậy nào, đàng hoàng, không có vừa nằm vừa học. Rồi, đừng có để bạn mít nữa nha, để ảnh hưởng tiết học nghe không Xuân Khởi? Left. No, no, listen, listen, listen. Legs, legs, legs. Okay, thank you. Okay, Đặng Gia Bảo. Đặng Gia Bảo, listen and repeat, okay? No, 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 listen, listen, listen and repeat, okay? Lắng nghe và sau đó mới lặp lại, okay? Fingers, fingers, fingers. Finger, finger. No, not finger, it's fingers. Finger. Fingers. Finger. Fingers. 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 Finger. Fingers. Finger. Okay. Hands. Hands.
Hands. Hands. Right. Okay, thank you. Now I want to play a game that I will point in my face the part of the body like fingers, nose, face. Yeah. Arms. Hands. Okay? I will point in my face and my hands. So you have to say the word, okay? Giờ cô sẽ chỉ bộ phận trên cơ thể ha. Thì các bạn phải nói được từ tiếng Anh. Rồi có ai xung phong chơi trò này không? Rồi cô chỉ bộ phận nào thì các bạn phải nói từ tiếng Anh của bộ phận đó ha, giống như những từ vừa rồi mình học đó. Rồi ai xung phong chơi trò này? Ai sao Tín Đạt với Đặng Gia Bảo rút tay xuống dở, lúc nãy đang giơ tay mà. Không dám chơi hả? Chưa sẵn sàng hả? Vậy thì cô mời bạn nãy giờ chưa giơ tay luôn nha. Mời Xuân Khởi. Xuân Khởi, bây giờ cô sẽ chỉ bộ phận ở trên mặt, trên tay. Thì Xuân Khởi phải đọc được tên tiếng Anh của các bộ phận đó ha. Giống như những từ mình vừa mới luyện đọc nè. Nha, được không Xuân Khởi? Vâng ạ. Rồi, ok. First one, what is this? Tại mua râu. Okay, very good. What is this? What is this? The hole. Nguyên một cái này luôn. Là cái gì? What is this? Là cái bàn tay. Ừ, bàn tay tiếng Anh là? Từ gì ta? Từ gì đây? Từ gì đây? Cái bàn tay nè. Từ gì đây? À, finger. No, finger is just this one. Just this one. But the whole is? Nguyên cả một cái này là? Là cái gì? Hands. Look at this, hands nè. Xuân Khởi có nhìn thấy không? Nè, người ta chỉ tô màu mỗi cái bàn tay thôi nè. Thấy không? Cái từ này nè. Nè, fingers, just the finger. Fingers là chỉ có ngón tay thôi. Thấy không? Từ fingers nè. Fingers thì chỉ có ngón tay. Ừ, có nguyên một bàn tay. Nguyên một bàn tay luôn. Nguyên một bàn tay là từ gì đây? Finger. No. Nguyên một bàn tay mà. Không phải từ này nữa. Nguyên một bàn tay là Từ gì đây? Hands. Đúng rồi. Hands là nguyên một bàn tay đúng không? Còn finger là cái gì? Finger là một năm bàn tay á. Không, fingers là nguyên một bàn tay. Nguyên một bàn tay luôn. Còn fingers chỉ là những ngón tay thôi. Nè, người ta chỉ tô màu ngón tay thôi nè. Người ta đâu có tô màu cả bàn tay đâu, thấy không? Fingers là những ngón tay. Ok. Nhớ chưa Xuân Khởi? Rồi ạ. Ok. What is this? Xuân Khởi. Tell me, what is this? This is hands and this is finger là gì? Fingers tiếng Anh là tiếng Việt là có nghĩa là gì? Là ngón tay. Đúng rồi, còn cái này là what is this?
What is this? Nguyên một cái này luôn là gì? Đạt gia bảo chú ý vô nha. Là gì đây? Xuân Khởi. Nguyên một bàn tay này là hands. Look at this. Fingers. Finger. And hands. Nhớ chưa? Nhớ bài chưa Xuân Khởi? Rồi. Fingers là gớt là ngón tay. Còn hands là nguyên một bàn tay. Đúng rồi, nhớ chưa? Rồi. Rồi, cô mời bạn khác nha, mời Tín Đạt. Con đưa cô cho con đọc. No, no, no. Please look at me, look at me. Nhìn vào cô nè, bây giờ cô sẽ chỉ ha, cô sẽ chỉ bộ phận và con sẽ nói bộ phận đó bằng tiếng Anh ha. What is this? What is this? Mom. Huh? Mom. No, arms. 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 Okay. What is this? What is this? What is this? Ha. Face. Pray. Face. Pray. Face. Pray. Face. Pray. Okay, remember this is face. Pray. Show me your face. Cho cô thấy cái face của con nào. Face đâu? Face là cái nào chị cho cô thấy đạt tiếng đạt. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, fingers. Where's your fingers? Fingers đâu? Fingers của tiếng Đạt đâu? Con thương cô là... Đúng rồi. Hands, hands. Hands thì sao? Đúng rồi. Còn arms, arms. Arms là... Đúng rồi, giỏi. Rồi, ok. Cô mời Đặng Gia Bảo. Rồi bây giờ cô sẽ đọc tiếng Anh và các bạn sẽ chỉ bộ phận đó ha, giống như Tiến Đạt vừa mới làm ha. Ok, show me your face. Your face, Đặng Gia Bảo. Your face. Your face. Where's your face? Đặng Gia Bảo. Face, not fingers. Face, your face. Face. Your face. Look at the screen. Nhìn vô màn hình đi. Face là chỉ từ cái gì đây? Face. Face là cái gì đây? Cái gì được tô màu? Con thưa cô là mặt ạ. Ừ, vậy. Wait, show me your face. Cho cô thấy cái face của con nào. Face đâu? Chị đi, chị bộ phận đi. Chị face rồi. Face là nào? Đúng rồi. Rồi, arms. 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 Đúng rồi. Hands. 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 Hands đâu? Đúng rồi. Fingers. 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 Đúng rồi. Face. 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 Đúng rồi. Rồi bây giờ cô mời Trần Gia Bảo. Show me your legs. Legs. Show me your legs. Nè, con chỉ vô bộ phận đi. Legs. Legs. Legs là cái gì? Legs. Hả? Legs là gì? Show me your legs. Cho cô thấy cái legs. Đâu? Show me your legs. Con
Legs là cái gì ta? Cái chân đầu. Show me your legs. Where's your legs? Chân của con đâu rồi? Đúng rồi, show me your legs. Okay, now show me your hands. Show me your hands. Hands. Đúng rồi, show me your face. Your face. 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 Đúng rồi, face là gì ta? Face là gì? Cái gì? Con đuôi là cái ta. Face, face, face. Con gì đi? Mặt nha, là khuôn mặt. Khuôn mặt của mình, face. Ok, face, khuôn mặt, ok. Rồi, cả bốn bạn luôn. Bây giờ cô sẽ đọc từ tiếng Anh và các bạn sẽ chỉ bộ phận đó ha. I will read the word in English và các bạn cùng chỉ luôn, cả bốn bạn luôn nha. Rồi ai mà nhanh nhất thì sẽ được điểm cộng. Còn ai mà không chỉ được ha, hoặc là chỉ chậm nhất là thua ha. Ok. Được không? Tất cả các bạn sẵn sàng chưa? Rồi, cô chuẩn bị đọc nha. Show me your arms. 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 Đúng rồi, Xuân Khởi cuối cùng, Xuân Khởi bị loại nha. Lát nữa cuối giờ phải hát một bài cho các bạn nghe bây giờ. Đó. Rồi, tiếp theo nha. Lát bây giờ mà ai mà chậm nhất là sẽ phải nhảy cho cả lớp coi á nha. Rồi, show me your legs. 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 Legs, not face. Legs. Legs. Lip. Rồi, tiếng Đạt đúng rồi. Trần Gia Bảo đúng. Rồi, Đặt Gia Bảo lát nữa là phải nhảy cho cả lớp coi đó nha. Rồi, một tiết mục hát từ Xuân Khởi và một tiết mục nhảy từ Gia Bảo. Rồi, bây giờ còn tiếng Đạt và Trần Gia Bảo. Bây giờ ai sẽ là người thắng cuộc đây? Ai sẽ là người thắng cuộc đây? Sẵn sàng chưa? Cả hai bạn sẵn sàng chưa? Are you ready? Yes or no? Are you ready? Yes. Okay. Show me your fingers. 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 Rồi, tiếng Đạt chưa trước. Vậy là tiếng Đạt là người chiến thắng. Rất là giỏi ha. Rất là giỏi. Nhớ bài rất là tốt ha. Gia Bảo cũng rất là tốt nè. Gia Bảo chỉ chậm có một giây thôi. Rồi, lát nữa Gia Bảo là phải vừa hát vừa nhảy cho các bạn coi luôn nha. Rồi, tiếng Đạt vui quá hả? Rồi, ok. Các bạn nhớ từ chưa? Các bạn đã nhớ từ chưa? Rồi ạ. Rồi, bây giờ mình qua activity 2 nha. Rồi, point and stick. Point and stick. Rồi, bây giờ có những cái bộ phận nè. There are parts of robots. Okay. Now we have to stick the word to the parts of the robots. Okay. Có nhiều bộ phận của robot nằm trên bàn nè. Là bây giờ có những cái từ này, bây giờ mình phải nối nó lại với nhau ha. Rồi. Bây giờ từ đầu tiên. Từ đầu tiên cô mời Xuân Khởi đi. Xuân Khởi. Nose. Where the nose? Nose. Nose ở đâu? Xuân Khởi. Nose là cái này. Nose đâu? Nose. Nose. Yeah. Nhìn trên bàn nè. Where's the nose? Where? Where's the nose? Nose của robot ở đâu? Where's the robot nose? Đây đúng không? Phải cái này là nose không? Cái này nè. Mũi. Đúng rồi, cái này có phải nose. Ừ, cái này có phải cái nose không? Phải ạ. Ừ, mình sẽ nối vô đây ha. Rồi, tiếp tục Xuân Khởi. Where's the hands? Hands. Hand là cái bàn tay. Là đâu?
chị cho cô thấy nè, ở chỗ nào con miêu tả coi, nó kế bên cái gì? Bên cái bàn tay. Hả? Nó ở chỗ nào? Nó ở chỗ nào? Nó ở cái này hả? Hello. Lát nữa. Không phải. Cái bàn tay. Cái này hả? Không. Cái này. Không. Cái này. Phải. Đúng. Rồi, đúng rồi ha. Rồi vậy còn fingers, fingers là cái nào? Là cái bàn chân. Hả? Phải không? Fingers. Phải. Fingers mà. Fingers là bàn chân. Finger là cái bàn tay. No, fingers là cái ngón tay. Đúng rồi, là ở đâu? Là ở đây đúng không? Vâng. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo cô mời Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo, cái legs ở đâu? Legs, where's the legs? Legs. Legs là cái này hả? Hả? Phải cái này không? Legs là cái này hả? Trần Gia Bảo, cái này có phải cái legs không? Con ơi, con đi. Cô là nó. Legs là cái này hả? Con ơi, con đi xin. Ừ, rồi đi nhanh nha, đi nhanh rồi quay lại nha. Trần Gia Bảo, cái này có phải cái legs không? Không. Vậy cái này có phải cái legs không? Có. Ừ, rồi, đúng rồi. Vậy legs là gì đây? Đó là cái bàn chân. Cái chân, đúng rồi. Ok. Tell me where's the face. Face đâu? Face. Face là cái nào? Con là khuôn mặt ra. Là cái này đúng không? Vâng. Rồi. Mời Đặng Gia Bảo. Where's the arms? Arms là cái này hả? Đặng Gia Bảo. Là Cái này là arms hả? Chưa, cô là không ạ. Arms đâu? Cái này đúng không? Vâng ạ. Rồi, đúng rồi ha. Vậy là các bạn nhớ bài rồi đó. Các bạn có thể nối bộ phận với tên của nó được rồi ha. Các bạn đã nhớ cái từ rồi đúng không? Đúng rồi. Tôi không biết tay nhỉ ta. Cái tay đó. Cái đó là cái tay đó. Nè, để cô zoom cái robot lên cho coi nha. Nè, nhìn cái hộp robot nè. Nè. Arms. This is arms. This is hands. Hands and fingers, right? Arms. Nè, arms. Nè, arms. Cái hands, hands là nó gắn vô đây đúng không? Hands á, bàn tay là nó gắn vô đây nè, đúng không? Đó, đúng không? Còn cái này là cái arms. This is fingers. Fingers, arms and arms. Ok, fingers and hands. Đúng không? Thấy giống không? Đặng Gia Bảo thấy giống chưa Đặng Gia Bảo? Nè. Nè, cái hộp mẫu nè, thấy không? Đó, phải không? Rồi ha. Rồi mình qua hoạt động tiếp theo ha.
Rồi, hoạt động tiếp theo đó là listen and say. Các bạn lắng nghe và đọc theo người ta ha. Cô sẽ mở cho các bạn nghe. Listening 63. Listen and say. One arm. Two arms. These are my arms. This is my nose. Rồi, các bạn có nghe rõ không? Can you hear clearly? Xuân Khởi làm gì đó? Xuân Khởi có nghe thấy cô cho Xuân Khởi nãy nghe, Xuân Khởi có nghe không vậy? Không có. Rồi, bây giờ Xuân Khởi đọc theo lại theo cô nè. One arm. One arm. 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 Two arms. Two arms. Two arms. Two arms. Two arms. Two arms. Okay. These are my arms. These are my arms. Arms. Again, again. These are my arms. These are my arms. Okay. These are my arms. Okay. This is my nose. This is my nose. This is my nose. Okay. Thank you. Rồi cô sẽ nói cho các bạn một lưu ý cho các bạn một chút ha. Thì one arm, one là số mấy? Tiếng Đạt one là số mấy? Anh đưa số 1 ạ. Ừ, một arm, arm là arm là cánh tay ạ. Đúng rồi. Thì một cánh tay nó là số ít thì chúng ta sẽ không có s đằng sau đúng không? Còn two arms là hai cánh tay nè, thấy không? Thì mình phải thêm phải thêm s đằng sau ha. Tại vì nó là số nhiều thì mình phải arms. Còn one arm chỉ có một cánh tay thôi thì mình không cần có s, ok? Ok. Rồi. These are my arms. Đối với nhiều cánh tay nè, có hai cánh tay trở lên, hai nè hoặc là ba hoặc là bốn, nhiều người chụp tay lại đúng không? Thì chúng ta these are my arms. Đúng rồi, thì mình phải nói là these are. Còn chừng nào mà chỉ có một thôi thì mình sẽ this is. Hiểu không? Đúng rồi, chừng nào mà chỉ có một cái thôi thì mình phải dùng this is my nose, this is my nose, these are my hands. Đó là phải có s, hands, these are my hands, this is my hand. Một bàn tay thì dùng this is my hand, hai bàn tay thì dùng these are my arms, ok? Understand? Do you understand? Các bạn có hiểu hết không? Có. Yes or no? Yes or no? Yes. Okay. Xuân Khởi có hiểu bài không? Yes or no? Yes. Xuân Khởi. No. No. Xuân Khởi không hiểu chỗ nào đó. Con hiểu ạ. Xuân Khởi có hiểu không? Yes or no? Yes, nếu mà là có, còn no là không. Con có hiểu không? Yes or no? Yes. Ok, Đặng Gia Bảo, yes or no?
Hay gọi không? Đặt giá bảo yes or no. Tiến Đạt ơi, Tiến Đạt tắt mic đi nè. Quên tắt mic nè. Đặt giá bảo. Do you understand yes or no? Ok, Xuân Khởi tắt mic kìa. Rồi Trần Gia Bảo yes or no? Yes. Ok, rồi nhớ nha, nếu mà là một thôi, một bộ phận thôi thì mình không có s đằng sau nè, thấy sự khác nhau không? Một bộ phận thì không có s. Two là hai thì s. Ok. With hai bộ phận trở lên thì mình sử dụng these are. Còn một bộ phận thì mình sử dụng this is để mình chỉ nó, hiểu không? Ví dụ đây là bàn tay, hai bàn tay của tôi thì chúng ta sẽ nói là these are my arms, these are my hands, ok? Hai bàn tay của tôi. Còn chỉ có một bàn tay thôi thì mình sử dụng, mình sẽ đọc là gì Tín Đạt? Đây là bàn tay của tôi thì đọc là gì Tín Đạt? Một bàn tay thì mình sử dụng this is hay là these are? Con thì cô là these are. Một bàn tay. Nghe cho kỹ nha. Một bàn tay. Vậy thì this is my gì đây? This is my arm. No, arms là cái này. Arms là cái này nè. Còn cái này là this is my nose. No, nose là cái này. Cái này là cái gì? Quên rồi hả? Nãy là thắng các bạn mà bây giờ lại quên bài rồi hả? Cô muốn cô thể hát không? Hand. Rồi, vậy thì this is my hand. Đúng rồi, this is my hand. No, this is my cái này. Hand. No, cái này nè. Cái này là gì? Cái mũi ạ. Ừ, cái mũi tiếng Anh là this is my. Con cho cô. It is my. No. Đúng rồi. Rồi cô mời bạn Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo giới thiệu cho cô về bàn tay của bạn đi. Một bàn tay của bạn thì bạn sẽ nói là this is my. This is my arm. No, arm là cái này. Arm là cái này nè. Nguyên một cái này luôn mới gọi là arm. Còn cái này thôi thì gọi là Cái này là gì? This is my. Bạn Tín Đạt vừa mới nói rồi đó. Cái này là gì? Nó có ngón tay đấy. Không, nguyên một cái này luôn nè. Thì cái này gọi là gì? Nó có bàn tay ạ. Ừ, bàn tay tiếng Anh là this is my finger. No, finger là cái này. Finger là cái này. Tiến Đạt, what is this? This is my hand. Đúng rồi, Trần Gia Bảo nhớ chưa? Cái này là this is my hand. Đúng rồi. Rồi Đặng Gia Bảo, this is my. Con thưa cô là this is my this is my gì đây?
Thưa cô là con quên rồi ạ. Quên rồi hả? Rồi để cô. Cô chiếu lại cho nè. This is my. This is my. Cô là con quên rồi ạ. Nè. Cái này là cái gì? Con thưa cô là no. Đúng rồi. This is my. It is my no. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ cô có một ngón tay hay nhiều ngón tay? Cô có một ngón tay hay nhiều? Con thưa cô là nhiều ngón tay ạ. Ừ, nhiều ngón tay thì mình có sử dụng this is được không? Thưa cô là không ạ. Vậy mình phải sử dụng? Mình phải sử dụng cái gì đây? These are. It are. These are. It are. These. These are. Oh, these are. These are. Đi bộ. These. These are. Đúng rồi. These are my. My gì đây? These are my. My gì? It is. These are my. My nose. No. Nose là cái này. These are finger. Đúng rồi. These are my finger. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe một bài hát về những bộ phận trên cơ thể ha. Rồi, bạn nào ta? Rồi, bạn Xuân Khởi chuẩn bị hát nè. Bạn Đặng Gia Bảo chuẩn bị nhảy theo nè. Rồi, Trần Gia Bảo là chuẩn bị vừa hát vừa nhảy theo nha. Rồi, chuẩn bị nè. Cô cho các bạn nghe bài hát trước một lần ha. Xin khởi chuẩn bị hát theo nha. Listening 64. Listen and sing. This is my nose. This is my face. These are my arms. These are my legs. These are my fingers. These are my hands. This is me. This is my nose. This is my nose. This is my face. These are my arms. These are my legs. These are my fingers. These are my hands. This is me. Rồi, Xuân Khởi nghe bài hát không? Hát được chưa? Hát được không? Con hát bài sinh nhật. Sinh nhật hả? Rồi, mời con hát bài sinh nhật luôn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Rồi, Hân Hồ. Các bạn có thấy bạn Xuân Khởi hát hay không? À, các bạn thấy bạn Xuân Khởi hát có hay không? Có hả? Rồi, rồi bây giờ mời. Sao lại... rồi Đặng Gia Bảo nói bạn hát không hay đúng không? Mời Đặng Gia Bảo hát hay hơn bạn không? Mà sao kêu bạn hát không hay? Mời Đặng Gia Bảo vừa hát vừa múa luôn. Đặng Gia Bảo đứng lên. Hả, có hát hay hơn bạn không? Hả, Đặng Gia Bảo.
À, sao dám chê bạn hát dở hả? Bạn tự tin bạn hát cho cả lớp nghe vậy mà chê bạn hả? Rồi, bây giờ cô sẽ mở nhạc ha. Rồi, mời hai bạn bảo của lớp mình đứng lên. Bị phạt là mình phải nhảy đúng không? Giờ cô bật nhạc nha, nhảy theo nha. Rồi nghe được bộ phận nào là phải chỉ bộ phận đó nha. Còn không chỉ được cái nào á là cô phạt nhảy tiếp nha. Rồi, chuẩn bị, đứng lên, sẵn sàng chưa? Để nghe nhạc nhảy lại nè. Rồi, 1, 2, 3. Mở mic lên, mở mic lên. Mở mic lên, nghe được bộ phận nào là phải la lên xong rồi chỉ vô bộ phận đó nha. Rồi, 1, 2, 3. Nghe thấy nhạc không? Con có nghe hả? Con có nghe thấy nhạc không? Hả? Không nghe thấy nhạc hả? Ủa, nãy giờ cô bật có nghe thấy không? Không hả? Con cũng thế. Rồi, để cô bật lại. Con cũng thế. Rồi, chuẩn bị nghe lại nè. Listening 64. Nghe được chưa? Nghe được chưa? Con nghe rồi. Con nghe rồi. Chuẩn bị nha. Rồi ạ. Listen and sing. This is my nose. This is my nose. This is my face. This is my face. These are my arms. These are my arms. These are my legs. These are my fingers. These are my hands. This is me. This is my nose. This is my nose. This is my face. This is my face. These are my arms. These are my legs. These are my fingers. Hết rồi, rồi cô cảm ơn hai bạn. Hai bạn không chịu nhảy gì hết. Hai bạn cũng không chịu chỉ gì luôn. Rồi nợ cho nợ bữa sau nha. Về nhà tập nhảy điệu nào mà hay hay mà vui vui chút để nhảy cho cả lớp coi nha. Rồi bây giờ là phần quan trọng. Các bạn lắng nghe nè. Ủa, Đặng Gia Bảo đâu rồi? Đặng Gia Bảo bật camera lên nào. Rồi, đó là phần bài tập của tuần này. Tuần này là không có được thiếu nữa nha, các bạn. Đặng Gia Bảo với Xuân Khởi, tuần này có nhớ làm bài tập không? Có. Chắc nha, hôm qua cũng kêu có, mà hôm nay đâu có tập, đâu có nộp bài tập đâu. Chắc nha, nếu không là cô nhờ thầy gọi điện cho ba mẹ để nhắc nhở đó nha. Nha, cô muốn cô gọi điện cho ba mẹ không? Hả, hai đứa? Đặng Gia Bảo với Xuân Khởi. Hả, cô muốn không? Là không ạ. Ừ, không muốn thì phải làm nha. Rồi, bài tập tuần này đó là... Rồi, Đặng Gia Bảo ngồi xuống đi. Ngồi xuống nè, nhìn nè. Để cô chỉ bài tập cho nè. Bài tập tuần này đó là... Các bạn học những từ vựng liên quan đến bộ phận cơ thể này. Rồi các bạn sẽ ghi hình ha. Nhưng mà thay vì các bạn chỉ vô sách, giống như bạn Tiến Đạt làm á, thay vì mở sách ra,
chỉ vô sách, đọc từng từ. Thì đọc từ nào các bạn phải chỉ vô bộ phận đó. Ví dụ như đọc từ đầu tiên arms thì phải giơ arms lên và chỉ vô arms. Nose, face, legs là phải đưa chân lên. Rồi fingers, rồi hands. Hiểu không? Các bạn hiểu không? Là các bạn phải đưa bộ phận lên chứ các bạn không được chỉ vô sách nha. Các bạn có hiểu ý cô không? Và quay video lại ha. Có. Các bạn có hiểu không? Có. Rồi, Tín Đạt hiểu, Đặng Gia Bảo hiểu. Trần Gia Bảo có hiểu không? Con có. Rồi, Xuân Khởi hiểu không? Xuân Khởi. Quang hiểu. Ừ, rồi, nhớ hiểu nha. Rồi, các từ vựng liên quan đến bộ phận này nè, ở bài số 2 ha. Đây, lát nữa cô sẽ chụp cái hình này cô gửi cho thầy, nhờ thầy gửi cho ba mẹ các bạn ha. Thì các bạn sẽ tập nhớ những cái bộ phận này và sau đó là quay phim và chỉ những bộ phận và đọc tên nó bằng tiếng Anh được không? Ha. Tất cả các bạn làm được không? À, các bạn có làm được không? Có. Rồi, Tiến Đạt làm được. Xuân Khởi làm được không? Có. Rồi, Gia Bảo, Trần Gia Bảo. Có. Đặng Gia Bảo. Có. Rồi, nói có là có làm được là phải làm nghe không? Không có được quên nữa nha Đặng Gia Bảo. Đặng Gia Bảo nhớ không? Đầu giờ nói quên làm á nha. Vâng ạ. Rồi, Xuân Khởi không có quên làm bài nữa nha. Vâng. Rồi, các bạn đã nhớ hết chưa? Rồi, nộp trước thứ mấy? Trước thứ mấy? Hả? Nộp trước thứ sáu. Đúng rồi, Tín Đạt giỏi, Tín Đạt nhớ nè. Giỏi, nộp trước thứ sáu nha. Được chưa? Rồi nha. Đặng Gia Bảo nghe không? Đặng Gia Bảo có nghe không? Các bạn phải gửi video lên trước thứ mấy? Đặng Gia Bảo trước thứ mấy? Thứ sáu. Đúng rồi, Trần Gia Bảo nói đúng rồi, Đặng Gia Bảo nói đúng luôn. Rồi các bạn nhớ rồi là nhớ phải làm nghe không? Nha, không có ai thiếu nữa nha. Thiếu nữa là cô không cho vô lớp, ráng mà chịu ở nhà. Không có bài sửa là cô không cho vô lớp đâu nha. Là cô cho ở ngoài luôn đó. Nha, là tự động nói với ba mẹ là con không làm bài tập nên cô không cho con vô lớp nha. Được không? Như vậy được không? Được nha. Rồi, hôm nay tiết học đến đây rồi ha. Rồi, chào các bạn. Chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ ha. Ngủ để ngày mai học ha. Sớm. Rồi, bắt đầu cô. Bye bye các bạn. Các bạn ngủ ngon. Bye bye.